Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, gần đây, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện xử lý một số vụ việc vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở một số địa phương. Cụ thể, thông qua công tác thanh tra kiểm tra, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dưới hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả hoặc cấp khống, cấp không đúng quy định để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội. Trong năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tổng số tiền 139,5 tỷ đồng do hưởng chế độ không đúng quy định. Ngoài ra, hành vi vi phạm về chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời phát hiện, lập danh sách để tiếp tục giả soát đôn đốc và tổ chức triển khai các đoàn thanh tra đóng đột xuất tại đơn vị. Hết năm 2023, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có tính lãi ghi nhận ở mức thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây, giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69% số phải thu.